thực hiện kế hoạch huấn luyện của Ban quân sự quận Thanh Xuân và kế hoạch huấn luyện quân sự của hai trường. Sáng ngày 10 tháng 8, hai trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức lễ khai mạc khóa huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2015. Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ là hoạt động thường niên được hai trường trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội là trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và trường Đại học Khoa học Tự nhiên thường xuyên phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động cần thiết và hữu ích trong thời điểm hiện nay. Số lượng tham gia khóa huấn luyện năm nay là 54 đồng chí, trong đó trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn là 26 đồng chí, trường Đại học Khoa học Tự nhiên là 28 đồng chí. Thời gian tham gia tập huấn khoảng 10 ngày, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 8 năm 2015. Khóa tập huấn hướng đến củng cố và nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị của lực lượng dân quân tự vệ. Với tư cách là các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của đất nước, tinh thần bản lĩnh đó được thể hiện bằng ý thức giác ngộ, ý thức chính trị sâu sắc và tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Là một phần của lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn quận Thanh Xuân, lực lượng hai trường góp phần vào các lực lượng hữu quan để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô, trong thời điểm tình hình chính trị có nhiều điểm nóng, nhất là khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa, đặc quyền kinh tế của Tổ quốc. Đợt huấn luyện còn là dịp để chọn ra những đồng chí xứng đáng tham gia vào các hội thao dân quân tự vệ cấp quận và cấp thành phố. Sau phần khai mạc, các đồng chí tham gia khóa huấn luyện nhận thức chính trị, lắng nghe chuyên đề, tranh chấp ở Biển Đông, dự báo tình hình thời gian tới và quan điểm giải quyết của Đảng và Nhà nước ta. Do đồng chí Nguyễn Văn Bảy, trợ lý chính trị Ban chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân thuyết giảng.